Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực nấu gì ta. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn bữa ăn của gia đình mình ha. Thì hôm nay nhà mình là ăn cá kho tiêu với lại canh chua nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách kho cá của mình ha. Cách nấu canh chua thì bạn nào cũng biết rồi ha. Còn cách kho cá thì mình kho làm sao mà cái màu nó lên đẹp nha các bạn, và cái miếng cá nó thấm rất là ngon nha. Đó, cái màu các bạn nhìn cái màu cá kho rất là đẹp. Rồi đây là nguyên liệu nha. Ở đây mình có bạc hà, đậu bắp, giá, thơm và cà chua, và một con cá lóc, một củ hành tây và hành tím, gốc hành và ớt nha các bạn. Và mình đi rửa sạch con cá ha. Rồi mình đi cắt khúc ra nha các bạn. Rồi bắt đầu mình làm đây. Rồi như vậy là cái đầu với lại cái đuôi mình để nấu canh chua ha. Còn cái mình thì mình sẽ kho tiêu. Đó thì các bạn hãy theo dõi mình ướp cá nha. Thì cá khi mà mình làm thì mình làm cho nó thật là sạch. Ở trong cái đường máu, ở chỗ cái xương của nó nè, thì mình gỡ cho nó sạch ra nha. Cái xương này là cái máu đó là nó tanh dữ lắm, cho nên khi làm là mình gỡ sạch luôn cái máu ở chỗ cái xương đó đó. Rồi bây giờ mình đi pha trước một cái chén sốt để trộn ướp cá nha. Mình kho pha như vậy thì nó dễ trộn hơn ha. Rồi mình cho hành tím vào đây. Kho cá này thì mình chỉ dùng hành tím chứ mình không dùng tỏi nha các bạn. Cũng có nhiều cách kho nhưng mà đây là cách kho riêng của mình ha. Đó, và mình cho ớt vào đây. Mình cho ớt chứ mình không cho tiêu. Rồi nước màu. Còn đây là nước màu mình thắng nhà nè nha. Mình mới vừa thắng xong. Nước màu rất là ngon. Mình dùng cái đường vàng á các bạn. Mình thắng. Thì cái màu nó lên rất là đẹp nha. Đó, mình cho một muỗng nước màu. Và một ít muối. Một muỗng đường, đường vàng. Và nửa muỗng hạt nêm. Và nửa muỗng bột ngọt. Và 3 muỗng nước mắm. Mình dùng đường vàng để cho cái màu cá nó đẹp hơn nha các bạn. Nếu các bạn không có đường vàng thì các bạn cho đường trắng cũng được. Đó, 3 muỗng nước mắm ha. Rồi, để cái màu nó được đẹp hơn thì mình sẽ cho vào đây một muỗng tương ớt. Tương ớt này có tác dụng làm màu nó đẹp mà nước sánh nha các bạn. Đó, cái nước khi mà mình kho mà mình để cái tương ớt mà vô thì cái nước cá nó sánh đặc lại, nó rất là ngon nha. Nó keo keo lại á, rất là ngon. Còn phần gia vị này thì các bạn thích nêm đậm mặn hay là lạt ngọt gì đó là tùy theo gia đình mình ha. Nhưng mà mình kho cá lúc nào mình cũng dằn một ít muối nha các bạn. Có một tí muối vô thì cá nó mới được ngon. Mình cho nước mắm mà mình vẫn phải cho muối nha. Đó, mình cho hết cái hỗn hợp này vào đây rồi mình trộn đều lên. Mình để mình ướp khoảng 20 phút nha. Thì trong khi mình đi nấu canh chua thì cá nó cũng đã thấm rồi. Mình đi nấu canh chua trước thì cá nó đã thấm rồi. Mình quay lại mình kho cá là vừa ha. Rồi để đây. Mình ướp xong rồi mình để đây cho cá thấm khoảng 20 phút đi. Rồi bây giờ mở bếp lên nấu canh chua nha. Canh chua này thì dễ nấu thì các bạn nào cũng, và đa số dân miền Tây thì ai cũng biết nấu hết rồi ha. Mình chỉ làm sơ thôi, còn chủ yếu là món cá. Cá kho rất là ngon. Đó, bạc hà này ha, đậu bắp cho vào. Rồi dằn me luôn. Rồi mình nêm vào đây nửa muỗng bột hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt và nửa muỗng muối và 3 muỗng đường nha. Canh chua thì nó hơi hao đường một tí. Rồi tới chừng khi chín rồi, xong rồi thì mình cho vào đây một ít nước mắm cho thơm ha. Rồi mình cho giá vào cuối cùng. Rồi mình tắt lửa, mình hãy cho rau thơm, ớt. Rồi như vậy là đã hoàn thành nồi canh. Mình ra kho cá ha. Cá thì mình cắt củ hành tây nè các bạn. Rồi mình lót ở dưới đáy nồi ha. Để cho cái hành tây này nó ra nước.
nó ngọt nước cá hơn. Kho lên thì cá nó sẽ có mùi ngọt và mùi thơm, nó bán đi cái mùi tanh ha. Đó, và nó không bị khét cá nha các bạn. Các bạn lót như thế này là nó không bị cháy cá nữa. Rất là nhiều tác dụng của cái hành lót ở dưới này ha. Rồi mình xếp cá hết vào đây. Đó, mình xếp kính hết vào đây. Rồi nhìn xếp kính vậy chứ khi hồi nữa các bạn kho lên nó cũng bung tùm lum lên hết trơn. Đó, xếp vào đây thì mình sẽ khi trong thời gian mình kho là mình không có chở cá không gì hết, kho như vậy tự nhiên như vậy cho đến khi mà cá được thì thôi, chứ mình không có chở cá. Xếp cho nó kín hết ha, đó nó vàng đều rồi hết thế này. Rồi rồi cho hết cái chén cái tô nước ướp cá này vào đây luôn ha, rất là ngon. Tô ướp cá này rất là ngon. Rồi mình sẽ lấy nước chín đó các bạn. Nước chín đó mình tráng cái tô này ha. Rồi mình cho luôn vào cá lúc mà cá chưa bắt lên bếp nha. Đó, như vậy không có sợ, không có tanh đâu. Các bạn đừng sợ là cho nước trước như vậy nó sẽ tanh, không tanh đâu nha. Nước này cũng là nước chín nè. Cho ngập cá luôn nha các bạn. Cho nước ngập cá luôn. Rồi bắt lên bếp kho nè. Đó, cá sôi lên thì các bạn vớt bọt nha. Đó, các bạn thấy có bọt thì các bạn vớt. Các bạn cho nước ngập cá luôn nha. Đó, đậy nắp lại cho cá chín ha. Cho nước nó trào lên đó các bạn. Đó, cho nước nó trào lên trên nè. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng mỡ nha. Mỡ heo chứ này không phải dầu nha các bạn. Thắng mỡ cho thì nó ngon hơn. Rồi kho đến khi nào sánh đặt lại thế này là được nha. Rồi cho góc hành vào đây. Cho thêm ớt nữa nè. Đó, rồi cho tiêu lên. Đó, rất là ngon nha. Đó, cho tiêu lên nữa. Rồi các bạn nhớ là kho còn một xíu xíu nước nha, đừng kho cạn. Rồi một tô canh chua, một nồi cá kho. Rất là ngon nha các bạn ơi. Cho ớt lên đây nữa nè. Rồi cho một ít tỏi phi lên đây nha. Đó. Rồi cá canh chua thì mình ăn với nước mắm mặn ha. Nước mắm rồi mình xắt vài lát ớt mình cho vào. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong bữa cơm của mình rồi nè. Nồi cá vô cùng hấp dẫn luôn nha các bạn. Và hồi sáng mình đi chợ mình mua được một nải chuối già hương á các bạn. Rất là ngon. Về ăn tráng miệng ha. Rồi thôi mình xin dừng nha các bạn ơi.